Bà Tân Lốc là cái tên được khá nhiều người biết đến. Cách đây vài tháng, hiện tượng bà Tân nổi lên với những clip gắn liền với nội dung siêu to khổng lồ trên YouTube. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Tân Lốc có được nút bạc, nút quà từ YouTube, trở thành từ khóa tìm kiếm tầm thường. Thế nhưng chỉ sau vài tháng nhiều người biết đến, kênh YouTube của bà Tân liên tiếp vướng phải ủng hàng, bị chỉ trích mạnh khỏe. Đầu tiên, với danh nghĩa là clip nấu nướng ăn nhưng bà Tân không làm cháo lính bằng gạo, mà lại sử dụng 60 gói cháo lính ăn liền với mục đích quảng cáo. Bà Tân nấu nướng cháo lính bằng gói cháo ăn liền. Bên cạnh đó, bà Tân giới thiệu sẽ luộc thêm 50 quả trứng vịt lộn nhưng khi đưa vào nồi chỉ có 40 quả. Bây giờ bà bỏ trứng vào luộc nhé. Tí nữa nó chín, bỏ vào cháo nhìn cho ngon, dễ ăn. 50 quả đấy, lời giới thiệu của bà Tân trong clip. Bà Tân giới thiệu sẽ luộc thêm 50 quả trứng vịt lộn nhưng khi đưa vào nồi chỉ có 40 quả. Những bất hợp lý của bà Tân được dân mạng chỉ ra. Trước đó, bà Tân cũng nhiều lần chiếm được ý kiến nhắc nhở về vấn đề vệ sinh bình yên thực phẩm. Theo đó, các đồ nấu nướng ăn không được sơ chế mà đưa thẳng vào nồi khi còn chưa rã đông. Trình tự đưa các đồ thịt, cá, hải sản, rau, lẫn lộn không phân biệt thời gian đun nấu nướng, khiến nhiều người theo dõi khiếp sợ và cảm thấy cần lên tiếng. Kênh YouTube bà Tân Lốc dướng nhiều ủng hàng thời gian qua. Trước đó, bà Tân cũng gây tranh cãi trong video làm bánh bông lan trứng muối với quy trình sai, bột giống nhưng thành phẩm ra lò hoàn hảo. Đó là chưa kể tới việc trong clip không hiện ra bước nướng bánh và nhiều người nghi ngờ liệu bà Tân có chiếm hữu một chiếc lò đủ để nướng sản phẩm siêu to này hay không. Rồi mới đây nhất, bà Tân lại gây xôn xao khi nhập cuộc thách thức danh hài khi phát ngôn kiếm được 2 tỷ tháng. Trong một lần nhập cuộc thách thức danh hài, bà Tân cũng từng nửa đùa nửa thật tiết lộ thu nhập của mình ở mức 2 tỷ đồng tháng. Mặc dù dướng vào một loạt can đan như vậy, thế nhưng phía bà Tân Lốc vẫn miệt mài phát hành clip với tần suất trung bình 3 sản phẩm một tuần. Bất ngờ hơn, dù bị phản ứng và trở thành tâm điểm ném đá thời gian qua, kênh YouTube của bà Tân vẫn có vận tốc tăng trưởng chóng mặt. Đến thời điểm hiện tại, kênh bà Tân Lốc đã đạt gần 3,3 triệu lượt người theo dõi, tăng hơn 1 triệu lượt chỉ trong vòng 2-3 tháng. Kênh của bà Tân hiện đã có gần 3,3 triệu người theo dõi, sản phẩm được phát hành rất đều đặn. Nhìn vào mức tăng trưởng mạnh khỏe này, nhiều người dự đoán bà Tân Lốc nhiều trình độ sẽ đạt nút kim cương từ YouTube. Với con số 3,3 triệu người theo dõi, kênh của bà Tân bỏ xa hàng loạt nghệ sĩ nhiều người biết đến về mức độ tầm thường trên YouTube. Ngoài kênh này, bà Tân cùng đại trượng phu còn đồng chiếm hữu hai kênh YouTube khác với lượng fan ổn định. Có thể thấy, sức hút của bà Tân Lốc vẫn khá mạnh khoảng trong thời gian qua. Bà là một trong những hero chiếm được sự mến mộ khá nhiều nếu không tính những lùm xùm vừa qua.